Từ Gỗ Trung Kiên xin chào tất cả anh chị đang xem video. Vâng, trong video này thì em sẽ giới thiệu đến với anh chị ba tác phẩm Cù Đạt Ma. Có hai Cù Đạt Ma Thế Võ và một Cù Đạt Ma Thất Thực. Vâng, cái điều đặc biệt ở đây là tất cả ba tác phẩm Cù Đạt Ma đều được chế tác trên chất liệu gỗ chắc đỏ đen anh chị nhá. Vâng, quên chưa giới thiệu, em xin được giới thiệu, em là Kiên, có cảnh tượng Gỗ Trung Kiên đang làm ra những cái video để giới thiệu đến cho anh chị cái tác phẩm đồ gỗ mỹ nghệ của bên em chế tác ra anh chị nhá. Vâng, và chúng ta sẽ đi sâu vào từng tác phẩm một anh chị nhá. Tác phẩm đầu tiên trong video này em giới thiệu đến với anh chị đó là tác phẩm của Đạt Ma Thế Võ, của Đạt Ma Bố Quyền, chế tác trên chất liệu gỗ chắc đỏ đen. Vâng, và tác phẩm đầu tiên anh chị có nhìn thấy không ạ, với cái màu đen là màu đặc trưng cho tác phẩm này. Tác phẩm này thì chắc đỏ đen có điểm gỗ chắc màu đỏ và anh chị nhá, làm cho tác phẩm nhìn nó đẹp hơn, nhìn rất là tuyệt vời. Cho anh chị nào thích màu đen nhiều hơn, có những tác phẩm nó màu đỏ nhiều hơn, nên đây là tác phẩm màu đen nhiều hơn, là cái chất gỗ rất là già và đẹp anh chị nhá. Và đặc biệt là tác phẩm này anh chị có nhìn ở phía dưới cũng đang đứng trên, vâng, đang đứng trên một cái thế lũa gỗ tự nhiên, nhìn nó tự nhiên phong trần rất là tuyệt vời anh chị nhá. Em sẽ quay tứ diện tác phẩm để cho anh chị cùng thưởng lãm qua một chút, thì em sẽ đi sâu vào tác phẩm anh chị nhá. Đây, mặt sau tác phẩm ạ, với tà áo bay lên phía bên trên ạ, với dáng thế gõ rất là đẹp, và không phải là người nghệ nhân nào, người thợ nào cũng chế tác được ra cái dáng thế và thần thái đẹp như thế này đâu ạ. Và bây giờ em sẽ quay sát chi tiết vào cho anh chị xem thần thái của cụ được đục tỉ mỉ và sắc nét, với cái ánh mắt rất là sắc, rất là dữ để trấn trạch trừ tà cho gia chủ ạ. Và anh chị nhìn ạ, cái tà áo của cụ bay phất phới lên phía trên này. Và em đo kích thước của tác phẩm cho anh chị nhá. Vâng, tác phẩm có kích thước là chiều cao tác phẩm khá cao đấy ạ. Chiều cao cả kỷ anh chị nhá, cao cả kỷ là cao 98 ạ. Chiếc kỷ này thì có chiều cao là 13 anh chị nhá, cao 98. Chiều ngang của tác phẩm là 40 mấy đấy ạ. Chiều ngang của tác phẩm là 43 anh chị nhá. Ngang 43 và chiều sâu của tác phẩm là 38 anh chị. Ngang 43 sâu 38. Quá đẹp luôn ạ. Nhìn cái thế lũa bên dưới này còn đẹp hơn ạ. Cho anh chị nào thích chơi lũa, những anh chị mà chúng ta mà chơi lũa thì đến tác phẩm mà có cái thế lũa phía dưới này thì mình sẽ rất là thích luôn. Và em xin được báo giá trực tiếp luôn cho tác phẩm Đạt Ma Thế Võ này, có giá là 12.500.000 đồng thôi anh chị nhá, 12.500.000 đồng. Với chiều cao là 98, chiều ngang là 43, chiều sâu tác phẩm là 38 anh chị nhá. Đây, quay mặt sau cho anh chị, em sẽ quay thêm về mặt sau cho anh chị xem những đường vân gỗ đây ạ, những cái đường sọc đỏ đan giữa những cái màu đen của chất gỗ chắc, là một cái dòng gỗ rất là giá trị và quý hiếm, dòng gỗ chắc Việt đây ạ. Tà áo đây ạ, được đục tạc mềm mại. Vâng, và chúng ta sẽ cùng đến với một tác phẩm tiếp theo anh chị nhá. Chúng ta sẽ đến với một tác phẩm tiếp theo là một cụ Đạt Ma chế tác trên chất liệu chất đỏ đen đây. Cái tác phẩm này thì vân cực đỉnh rồi. Và anh chị chờ trong giây lát đây. Còn em sẽ phân tích và báo giá trực tiếp ba tác phẩm cùng Đạt Ma và gỗ chắc VIP của bên em vừa hoàn thiện xong. Gỗ đặc tỉ luôn anh chị nhá, còn cực nặng luôn. Mỗi tác phẩm này nó có nét đẹp riêng và có dáng thế riêng. Bên em chế tác từ cái hàng gốc cây nên nó sẽ không có một cái khuôn mẫu nào giống nhau hết. Lựa theo thế của gốc cây anh chị nhá. Đây là cái phiếu em ghi giá vào để cho các bác được biết ạ. Đây là một tác phẩm vân rất là hiếm có anh chị nhá. Trong hàng trăm tác phẩm thì mới có một tác phẩm vân đẹp và tuyệt vời như này anh chị ạ. Rất là hiếm gặp đấy ạ. Anh chị nhìn thần thái của cụ đấy ạ, đang bắt trên vài chiếc gậy đi khất thực. Phía dưới chân thì được tạc rất là tỉ mỉ, từng cái móng chân, từng cái gân chân cũng được tạc rõ nét lên anh chị nhá. Bên dưới này đục linh chi và những đường vân, thực sự là tác phẩm này nhìn vân thôi đã làm cho mê mẩn luôn rồi ạ. Nhìn vân trên người của cụ, những cái tà áo của cô đã thấy đẹp tuyệt vời rồi.
hàng hiếm gặp anh chị nhá. Đây là tác phẩm hàng hiếm gặp với cái chất vân đẹp tuyệt vời như này ạ. Đây mặt sau anh chị nhá, mặt sau đây. Vâng, và đây là mặt sau tác phẩm anh chị nhìn đi ạ, với những đường vân dọc rất là tuyệt vời đây. Cái đường vân gỗ thực sự là hiếm có và một cái tác phẩm đáng để cho anh chị sưu tầm anh chị nhá. Cho anh chị nào thích hàng gỗ đặc, hàng gỗ đe đẹp bằng gỗ chắc vip như thế này ạ. Lâu lắm rồi bên em mới có một cái phôi gỗ cái chất vân đẹp tuyệt vời như này anh chị nhá. Em sẽ đo kích thước của tác phẩm ma thì em sẽ được báo kích thước với chiều cao là 83 anh chị nhá. Chiều cao của cụ là 83, chiều ngang 32 và chiều sâu là 30. Và giá cho tác phẩm này có giá là 17 triệu đồng chị nhá. Giá cho tác phẩm là 17 triệu đồng với chất gỗ hộp đặc tìm luôn. Đường vân này thì không chê vào đâu được nữa là đặc biệt là đã được tạo nên bởi bàn tay của người nghệ nhân. Anh chị nhìn thần thái của cụ được truyền một cái thần thái rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Thế anh chị nào mong muốn để giữ cụ về thì có thể ủng hộ bên em được gỗ Trung Kiên theo số điện thoại 0368338345 hoặc số điện thoại thứ hai của em là 0944812986. Anh chị có thể add Zalo của em vào số điện thoại thứ hai để chúng ta cùng cập nhật những sản phẩm mới của bên em để chúng ta cùng thưởng lãm anh chị nhá. Chúng ta không cần giao lưu cũng được, chúng ta đến với nhau để cùng thưởng lãm những tác phẩm đồ gỗ minh nghệ, đấy là niềm đam mê ạ. Và anh sẽ chuyển lên một tác phẩm tiếp theo, đó là cụ đàn ma bằng gỗ chắc Quế Võ, tác phẩm thứ ba anh chị nhá. Tác phẩm này là tác phẩm to và cực kỳ đẹp luôn. Ui, nặng thế. Còn một tác phẩm to quá nặng luôn anh chị nhá. Một cụ đàn ma Thế Võ, cái dáng thế phiêu và cái chất gỗ. Tác phẩm này thì có chất gỗ màu đỏ nhiều hơn màu đen anh chị nhá. Cho anh chị nào thích màu đỏ và thích nhiều màu đỏ hơn. Và đây cái dáng thế của cụ thì lại nhìn theo cái dáng thế khác và lại có một cụ đàn ma bay anh chị nhìn rồi. Dáng thế áo khác so với cụ đàn ma này. Thì bên em những người thợ phải lựa theo cái phôi gỗ làm sao để cụ có cái dáng thế đẹp nhất, tuyệt vời nhất. Và tác phẩm này sẽ đo kích thước cho anh chị được biết ạ. Với chiều cao là 1m12 ạ. 1m12 cả kỷ anh chị nhá, ngang là 55. Và chiều sâu tác phẩm là 25. Chiều cao của kỷ là 17 phân anh chị nhá. Cao kỷ là 17 phân. Thần thái dáng thế chị có nhìn thấy không ạ? Nét chưa ạ? Nếu mà anh chị mà cảm thấy tác phẩm này đẹp, ba cụ đều đẹp thì cho bên em xin một cái nút like chị nhá. Được tiếc gì anh cho bên em xin một nút like để em sẽ chế tác ra nhiều tác phẩm đẹp hơn nữa để cho anh chị cùng thưởng lãm ạ. Và em sẽ quay tứ diện tác phẩm một lần cho anh chị xem nhá. Em sẽ quay tứ diện để cho anh chị được xem tác phẩm đẹp tuyệt vời như nào. Đây chị nhá. Đây, mặt sau đẹp, chân sau đẹp, đẹp tuyệt vời luôn. Vâng, và tác phẩm này, tác phẩm của đàn ma gỗ chắc này có giá là 17 triệu đồng bao ship đây chị nhá. Tác phẩm này có giá là 17 triệu đồng bao ship cho anh chị. Anh chị nào muốn chơi hàng gỗ chắc và cụ đàn ma đẹp thì chúng ta có thể sở hữu, có thể sưu tầm cụ đàn ma tuyệt vời này. Anh chị nhìn thấy thần thái và từng cái đường sâu của cụ đàn ma thì bên em cũng đều lựa ra những người thợ đục tốt nhất, là thợ top 1 của làng nghề luôn anh chị nhá, để chế tác ra những tác phẩm đấy ạ. Vâng, và chúng ta không những tác phẩm của đàn ma có ý nghĩa phong thủy này còn làm cho ngôi nhà của anh chị trở nên đẹp hơn, sang trọng hơn rất là nhiều. Cụ đàn ma thể hiện cho cái thế võ, thể hiện cái đánh ma trừ tà rất là tuyệt vời với khuôn mặt dữ dằn của cụ anh chị nhá. Mỗi cái dáng thế của cụ thì cái thần thái nó sẽ khác nhau anh chị nhá. Cái dáng thế đánh võ là cái dáng thế mà mặt cụ sẽ dữ nhất, đang đánh võ thì sẽ dữ anh chị nhá. Còn cái dáng thất thực anh chị nhìn bên cạnh thì ánh mắt của cụ sẽ khác hơn một chút. Và ok, và cảm ơn anh chị đã xem video live stream. Anh chị đừng quên đây là nhấn vào nút subscribe anh chị nhá. Và cái hình quả chuông đó để cùng đăng ký cập nhật những video mới nhất của bên em. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Xin chào tất cả anh chị, hẹn anh chị ở video tiếp theo. Và em chào tất cả anh chị ạ.